Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Bằng Võ. Thì sau khi mà Bằng cho đăng tải 3 video nói về tiền thất nghiệp từ EDD, thứ nhất là hướng dẫn các bạn điền đơn để xin tiền thất nghiệp, thứ hai là cập nhật cho các bạn thông tin mới nhất về việc nhận thêm 600 đô la một tuần từ EDD, và thứ ba là chia sẻ với các bạn cách để chúng ta liên lạc với EDD hiệu quả nhất trong lúc này. Thì đã có hơn 40 bạn nhắn tin cho Bằng để hỏi về việc xin tiền thất nghiệp. Ngoài ra thì có rất là nhiều tin nhắn trên các group Facebook cũng như là trên YouTube, và Bằng thực sự rất là vui khi Bằng có thể giúp được cho các bạn. Vì vậy mà hôm nay Bằng mới lập ra một cái Facebook riêng để cho các bạn có thể đặt những câu hỏi vào đó. Bởi vì Bằng hiểu rằng tất cả các bạn không phải chúng ta đều muốn đặt một câu hỏi công khai ở trên group cũng như là ở trên YouTube. Nếu mà các bạn có những câu hỏi cá nhân, những câu hỏi riêng cho các bạn thì các bạn có thể gửi đến Facebook này cho Bằng. Bằng sẽ dễ dàng giúp các bạn hơn. Và hôm nay thì Bằng muốn làm video này để chia sẻ với các bạn tất cả những thông tin mà Bằng tổng hợp được. Thông tin này được lấy ra từ những câu hỏi của các bạn cũng như là những thắc mắc của các bạn ở trên group cũng như ở trên YouTube. Thì xoay quanh 3 vấn đề. Đầu tiên là lý do tại sao các bạn không nhận được tiền thất nghiệp hoặc chỉ hiển thị 0 đồng trong EDD Online. Thứ hai là các bước các bạn cần phải làm sau khi các bạn đã nộp đơn xin tiền thất nghiệp cho EDD. Và thứ ba là chia sẻ thêm một chút xíu thông tin về các bạn chúng ta không đủ điều kiện để được nhận tiền thất nghiệp, cũng như là chúng ta đang nhận 1099 thì chúng ta có được hỗ trợ thêm cái nào hay không. Thì bây giờ mời các bạn cùng với Bằng chúng ta bắt đầu nha. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về tại sao bạn không nhận được tiền thất nghiệp hoặc chỉ nhận 0 đồng trong tài khoản EDD Online của các bạn mà thôi. Thì hầu hết tất cả những câu hỏi khi các bạn đặt á, các bạn rơi vào 3 trường hợp. Thứ nhất là các bạn đi làm và nhận W2. Thứ hai là các bạn đi làm nhận 1099. Và thứ ba là những bạn đi làm chúng ta nhận cash. Thì đầu tiên chúng ta sẽ nói về những bạn đi làm nhận W2 mà tại sao các bạn lại không nhận được tiền thất nghiệp. Bởi vì các bạn biết rằng những người đi làm và nhận W2 trong cái check của họ đã trừ sẵn cái tiền thất nghiệp rồi. Vậy thì tại sao họ lại không được nhận tiền thất nghiệp? Là bởi vì các bạn có thể bị một trong ba lý do sau đây. Thứ nhất là bạn đã không đáp ứng đúng theo cái luật thất nghiệp của EDD, là bạn phải kiếm được tối thiểu 1.300 đô la trong quý trước đó, dựa theo cái thông báo số DE8714B của EDD đưa ra. Nếu bạn nào rơi vào trường hợp này thì xin chia buồn với bạn, bạn không thể nhận được tiền thất nghiệp. Nhưng bạn vẫn có thể nhận được tiền BUA, thì cái phần này Bằng sẽ nói ở cuối video. Tiếp theo, những bạn nào chúng ta rơi vào trường hợp thứ hai là một sự nhầm lẫn giữa người chủ của bạn và EDD. Vì vậy, họ không thể điều tra ra được cái thông tin việc làm của bạn. Thì họ sẽ gửi cho các bạn một cái đơn, nó gọi là DE1326CD. Cái đơn này sẽ gửi cho bạn và chủ doanh nghiệp của bạn luôn, để cho cả hai bên cùng xác minh về cái thông tin việc làm của các bạn, và sau đó các bạn phải gửi lại cho EDD để EDD xem xét và sẽ cung cấp cho các bạn cái tiền thất nghiệp. Thì nếu bạn nào rơi vào trường hợp thứ hai này thì các bạn phải thường xuyên check mail ở nhà, cũng như là các bạn phải đăng nhập vào tài khoản EDD Online để các bạn có thể kiểm tra được là EDD có gửi cái form này cho các bạn hay không. Thì nếu mà các bạn nhận được cái form này thì các bạn cũng nên liên lạc với người chủ của các bạn xem họ có nhận được cái đơn này của các bạn hay không, để cả hai bên chúng ta cùng phải làm và gửi lại cho EDD. Mình tin rằng nếu mà sau khi các bạn đã xác minh được việc làm này rồi á, thì các bạn sẽ nhận được tiền thất nghiệp. Và trường hợp thứ ba là những bạn chúng ta không làm certify 2 tuần một lần với EDD. Nếu bạn nào chúng ta không làm điều này thì mặc định cái tiền của chúng ta trong 2 tuần đó sẽ chuyển về không. Là bởi vì EDD họ nghĩ rằng là các bạn không muốn nhận tiền thất nghiệp nữa, hoặc các bạn đã có một công việc khác. Thì đây là trách nhiệm của những người mà chúng ta đang nhận tiền thất nghiệp từ EDD, là cứ 2 tuần một lần chúng ta cần phải vào làm cái certify này cho EDD. Và nếu các bạn không làm điều này thì hồ sơ các bạn cũng có thể sẽ bị đóng lại luôn. Và nếu trường hợp mà các bạn đã bị đóng hồ sơ lại luôn rồi thì các bạn cần phải liên lạc với EDD để xin họ mở hồ sơ ra lại. Thì cái này sẽ mất rất nhiều thời gian nha các bạn. Nên là các bạn hãy nhớ chúng ta phải thường xuyên vào EDD Online để kiểm tra xem cái phần certify này chúng ta có cần phải làm hay không. Và thường thì mỗi chủ nhật thì họ sẽ có thông báo, thì tùy vào cái tuần của các bạn làm thì họ sẽ thông báo, nhưng mà 2 tuần thì các bạn sẽ phải làm một lần cho EDD. Tiếp theo Bằng sẽ nói về những bạn chúng ta nhận 1099, bởi vì hiện tại bây giờ 1099 vẫn chưa nhận được tiền thất nghiệp, bởi vì các bạn cũng biết trong cái check của 1099 không có tính tiền thất nghiệp, nên là các bạn không có đủ tiêu chuẩn để nhận tiền thất nghiệp từ tiểu bang. Thì các bạn cần phải đợi một thời gian nữa, các bạn sẽ có thể nhận được tiền BUA. Nhưng mà các bạn cần phải đợi một thời gian nữa, bởi vì EDD hiện tại đang đợi ý kiến của Sở Lao động để muốn tính ra cho các bạn một cách nào đó để các bạn có thể nhận được một chút ít nào đó từ cái tiền thất nghiệp hay không. Và cộng với cái tiền BUA là 600 đô la các bạn. Thì hiện tại bây giờ những bạn nào chúng ta rơi vào cái trường hợp 1099 thì chúng ta vẫn phải đợi. Nhưng mà EDD vẫn khuyến khích các bạn nên cứ nộp hồ sơ, bạn cứ apply hồ sơ, là bởi vì có thể là bạn vẫn đủ điều kiện
cho những tháng trước đó nhưng bạn không biết. Bởi vì EDD họ tính tới 18 tháng trong quá khứ lận. Nên là nếu mà các bạn cứ apply, các bạn apply mà họ không chấp nhận thì họ sẽ cho các bạn biết rằng là số tiền bạn nhận là không. Thì lúc đó bạn hiểu là bạn không có được rồi. Còn nếu mà các bạn được đồng ý, bởi vì có những tháng trước đó các bạn có nhận W2 thì các bạn vẫn được hưởng tiền thất nghiệp bình thường. Nên là nếu mà bạn nào chúng ta rơi vào trường hợp này thì chúng ta vẫn cứ nộp đơn bình thường nha các bạn. Và những bạn chúng ta nhận tiền mặt thì những bạn này chúng ta sẽ không thể nhận được tiền thất nghiệp và cũng không nhận được tiền PUA luôn. Bởi vì EDD không có một cái thông tin nào của các bạn hết để có thể cung cấp cái tiền này cho các bạn. Và nếu như mà những bạn nào chúng ta đang nhận tiền mặt thì chúng ta chỉ có thể nhận được $1,200 từ IOS thôi trong cái gói cứu trợ trị giá 2.000 tỷ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói đến những việc mà các bạn cần phải làm sau khi các bạn đã nộp đơn xin tiền thất nghiệp cho EDD. Đầu tiên là sau khi các bạn vừa nộp đơn, các bạn cần phải thường xuyên truy cập vào EDD Online để xem cái phần tin nhắn, có EDD có gửi tin nhắn cho các bạn hay không, cũng như là phải chú ý cái phần Certified for Benefits, và các bạn có cần phải cập nhật cái benefit này cho EDD hay không. Nếu như các bạn không làm cái điều này thì hồ sơ của các bạn sẽ bị đóng lại và số tiền của các bạn nhận trong 2 tuần đó sẽ chuyển về không, là bởi vì các bạn đã không làm hết tất cả những trách nhiệm của bạn với EDD để EDD có thể gửi tiền cho bạn. Và nếu như bạn nào chúng ta đã làm xong bước này thì chúng ta hãy đợi trong 10 ngày thì EDD sẽ gửi cho bạn một lá thư, trong đó sẽ có 10 số account EDD của bạn. Các bạn cần lưu ý, các bạn nên giữ lại cái lá thư này, bởi vì trong trường hợp các bạn bị mất cái thẻ EDD debit hoặc là các bạn cần mở lại hồ sơ thì các bạn cần phải cung cấp 10 cái số trên cái account EDD này cho EDD để họ có thể mở account lại cho bạn, hoặc là họ có thể cung cấp lại cái thẻ EDD debit cho các bạn. Có một trường hợp là bạn đó từng mở hồ sơ với EDD rồi sau đó đi làm lại và đã đóng hồ sơ lại, và bây giờ thì bị thất nghiệp và quay trở lại để mở hồ sơ với EDD thì họ yêu cầu chúng ta cung cấp 10 cái số account của EDD, thì cái lá thư đó bạn đã bỏ mất rồi, nên là bây giờ rất là khó để có thể tìm lại. Và các bạn cũng biết rằng thực sự EDD vẫn có thể tìm lại cái hồ sơ của các bạn dựa trên số social, nhưng mà các bạn không thể gọi cho EDD vào lúc này, bởi vì đang có rất nhiều cuộc gọi đang gọi đến cho EDD, nên tốt nhất các bạn nên giữ lại lá thư này. Và sau đó tiếp theo 10 ngày nữa thì các bạn sẽ nhận được hai lá thư. Một là cái lá thư call job và hai là cái lá thư trong đó có chứa cái EDD debit card của các bạn. Thì các bạn cần phải truy cập vào trong cái call job này, các bạn làm đúng các bước hướng dẫn, bởi vì đây là trách nhiệm của các bạn. Chúng ta hãy vào đó điền hết tất cả những thông tin của các bạn theo cái tờ thư hướng dẫn đó. Và khi mà các bạn đã nhận được cái EDD debit card rồi thì các bạn biết rằng là chúng ta đã có thể nhận được tiền qua cái tài khoản này rồi. Thì sẽ có rất là nhiều bạn chúng ta sẽ truy cập vào trong cái hồ sơ EDD online vào cái lúc mà chúng ta vừa nộp đơn á, thì chúng ta sẽ bị một cái trường hợp là chúng ta không có thấy cái hồ sơ chúng ta đâu hết mà nó bắt chúng ta phải làm lại từ đầu. Thì các bạn yên tâm là nếu như mà các bạn đã làm cái hồ sơ này xong và các bạn đã có được cái case number đó thì các bạn yên tâm là EDD họ đang giải quyết cho các bạn thôi. Là bởi vì đang hiện tại có rất nhiều đơn để giải quyết thì các bạn cần phải đợi. Có thể bây giờ cái thời gian chờ nó sẽ lâu hơn bình thường đó, nên là các bạn cứ an tâm mà chúng ta hãy đợi. Nếu chúng ta đã có cái case number rồi, trước sau gì họ cũng sẽ giải quyết tới hồ sơ của các bạn mà thôi. Và sau khi các bạn nhận được cái debit card đó thì các bạn cần phải làm gì? Các bạn cần phải đi kích hoạt cái thẻ này ngay. Các bạn có 3 cách để kích hoạt cái thẻ. Một là các bạn tải một cái ứng dụng của Bank of America Repay. Các bạn tải về trên điện thoại và chúng ta làm theo hướng dẫn trên đó để chúng ta kích hoạt cái thẻ. Hai là các bạn có thể truy cập vào trong cái địa chỉ website của bankofamerica.com.edd để các bạn có thể verify cái thẻ này. Và thứ ba là các bạn có thể gọi vào số phone này để chúng ta có thể kích hoạt được cái thẻ. Thì lúc đó cái thẻ các bạn mới có thể sử dụng được. Thì sau khi các bạn đã kích hoạt cái thẻ đó xong rồi đó thì các bạn có thể đăng nhập vào trong cái EDD debit này nè. Các bạn chuyển tiền từ ở bên cái thẻ EDD debit qua cái thẻ nhà băng chính của các bạn, mà các bạn không cần phải ra nhà băng để rút, bởi vì hiện tại các bạn biết là tình hình dịch bệnh á, chúng ta sẽ không có thể đi ra ngoài đó được, nên là chúng ta có thể chuyển tiền từ bên cái debit card chuyển qua bên cái tài khoản chính của các bạn để các bạn có thể dùng cái tài khoản chính các bạn thanh toán tiền đó. Và tiếp theo là các bạn hãy nhớ, chúng ta cần phải kiểm tra thật kỹ số tiền trong cái thẻ debit của EDD có đúng với số tiền mà các bạn nhìn thấy trên EDD online hay không. Nếu mà các bạn nhìn thấy nó có gì đó sai sót thì các bạn cần phải báo ngay cho EDD. Nhưng mà trường hợp này rất là ít nên các bạn yên tâm. Và tiếp theo là nhận thêm $600. Thì có rất là nhiều bạn đặt câu hỏi với bằng là đã nộp đơn xong rồi, bây giờ có cần phải làm cái gì nữa hay không để nhận thêm được $600 một tuần. Theo như cái thông báo mà trong cái video thứ hai bằng đã đưa đến cho các bạn đó, thì hôm nay bằng xin trả lời các bạn là chúng ta không cần phải làm gì hết.
Bởi vì 600 đô này sẽ được tự động thêm vào cái tiền thất nghiệp của các bạn. Nó tính từ từng 29 tháng 3 cho đến ngày 31 tháng 7 mà các bạn không cần phải làm gì nữa hết. Tại sao các bạn không nhận được cái tiền này? Tại vì có nhiều bạn chúng ta đợi nhưng không thấy cái tiền này. Thứ nhất là có thể là bạn không đủ điều kiện. Bởi vì cái tiền 600 đô này á, nó được lấy ra từ trong cái gói trị giá 2.000 tỷ mà nó phải liên quan đến dịch Covid-19. Nếu mà bạn mất việc vì dịch Covid-19 thì các bạn mới nhận được 600 đô này. Còn nếu mà các bạn mất việc vì lý do cá nhân của các bạn thì các bạn sẽ không nhận được 600 đô này đâu. Nên là nếu các bạn không nhận được tiền này là có thể là do lý do cá nhân của các bạn, thì lúc đó các bạn có thể liên lạc với EDD để hỏi họ cho rõ về lý do tại sao các bạn không được nhận. Thì lúc đó các bạn có thể coi cái video thứ ba của Bằng về cái cách liên lạc với EDD hiệu quả nhất vào lúc này là Ask EDD. Các bạn có thể dùng cái cách đó để hỏi họ. Và nếu như bạn mới vừa làm cái Certified Benefit thì các bạn phải đợi cho EDD họ cập nhật cái hồ sơ của các bạn ít nhất cũng phải 1-2 ngày thì các bạn mới thấy được 600 đô này nó cộng vào trong cái tiền của các bạn. Và 600 đô này á, mình cũng muốn nói rõ với các bạn, đây là tiền của liên bang, nó không có liên quan tới cái tiền thất nghiệp. Và phần cuối cùng thì Bằng sẽ nói về cái BUA. BUA là một phần của cái gói cứu trợ trị giá 2.000 tỷ mà chính phủ hỗ trợ cho người dân, đặc biệt là cho những người mà chúng ta không đủ điều kiện để được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp, cũng như là những bạn mà chúng ta đang đi làm mà tự làm chủ bản thân. Thì trong đó có cái là cái 1099. Hầu hết cái BUA này á, nó hướng tới ba đối tượng chính là những người chủ doanh nghiệp và những người làm nhận 1099 và những người W2 nhưng lại không được nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp. Thì mỗi người như vậy á, các bạn sẽ được thêm 600 đô và có thể là sẽ nhận thêm được một khoản tiền nữa dựa trên cái mức tính mà được Sở Lao động đưa ra. Cái con số cuối cùng cho tới ngày hôm nay thì vẫn chưa có thông tin chính thức về việc này, nhưng mà ngay lúc này EDD vẫn khuyên rằng á, những bạn nào mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có đủ điều kiện để được nhận tiền thất nghiệp hoặc là chúng ta không chắc chắn về cái việc là chúng ta có được nhận tiền thất nghiệp hay không thì chúng ta cứ apply cái EDD online thì họ sẽ kiểm tra và thông báo cho ta biết. Và nếu như mà các bạn không nhận được cái tiền thất nghiệp thì cũng không sao hết, bởi vì cái số tiền các bạn nhận mỗi tuần nó sẽ là không, thì các bạn cứ để đó. Bởi vì sau khi mà EDD cùng với Sở Lao động làm việc xong á thì các bạn sẽ được cập nhật cái thông tin mới nhất về số tiền mà các bạn sẽ được nhận là bao nhiêu. Nên là các bạn cứ yên tâm, chúng ta không có gì mà ngại hết, vì sớm hay muộn gì thì chúng ta cũng sẽ nhận được tiền mà thôi. Và đây chính là những thông tin mà Bằng muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn vẫn còn những câu hỏi hoặc những thắc mắc nào đó, các bạn có thể để dưới phần bình luận của Facebook hoặc là YouTube, hoặc các bạn có thể gửi tin nhắn riêng cho Bằng với địa chỉ Facebook mà Bằng sẽ đính kèm phía dưới của video này. Và nếu như các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn like, share và subscribe. Và xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp, và chúc các bạn có một ngày tốt lành.